Giang đấy à? Chắc là em không cần phải giới thiệu hai người với nhau nữa chị nhỉ? Hóa ra em chính là tác giả viết kịch bản TVC bên chị. Dạ. Chị thấy đây là một cái concept không có sự sáng tạo, rất là phiến diện. Lựa chọn một cặp vợ chồng đi siêu thị, sau đó lựa chọn sản phẩm nước uống bên chị. Vậy những người trẻ thì sao? Những người chưa kết hôn, họ không có nhu cầu uống nước hoa quả. Thật ra bên em muốn lựa chọn một cái đối tượng tiêu biểu, và đối tượng trọng tâm ở đây chính là những người phụ nữ đã có gia đình. Bởi vì những người phụ nữ đã có gia đình thì họ thường xuyên quan tâm tới cân bằng dinh dưỡng, bởi vì người sử dụng trực tiếp chính là chồng và con họ. Vậy hóa ra em khẳng định em đúng, còn chị sai. Chị Lam ạ, chị cũng đã đồng ý với bên em là nhân vật ở trong TVC, một cặp vợ chồng đi siêu thị trong hạnh phúc, đúng không ạ? Chính vì vậy chị mới cần tìm đến những công ty truyền thông chuyên nghiệp. Là gì? Là để họ có thể đưa ra ý kiến chuyên môn của mình, chứ không phải là để chị nói ý kiến của chị, sau đó bọn em phát triển y nguyên. Như vậy chị cần bọn em để làm gì? Nói tóm lại là công ty chị muốn hướng tới đối tượng khách hàng trẻ, và chị muốn thay đổi cái concept này. Chị muốn có kịch bản sữa vào ngày mai có được không? Dạ, kịch bản sẽ được gửi đúng hẹn như chị mong muốn. Vì công việc, Giang không thấy khó chịu chứ? Không có vấn đề gì đâu ạ. Chị Lam ạ, hôm nay chị chưa hài lòng với TVC, tất cả là lỗi ở em. Bởi chính em là người đã sửa, đã duyệt trước khi gửi để chị xem ạ. Lần đầu tiên mà chị thấy một người lãnh đạo bảo vệ nhân viên của mình như vậy đó. Rất ngầu đấy. Ôi, em cảm ơn chị. Thôi, chị đi về đây. Để em tiễn chị. Anh yên tâm, em sẽ sửa kịch bản cho tới khi nào chị ấy không thể bới bèo ra bọ được nữa. Chạm mà tự ái ra. Nếu như em cảm thấy không thoải mái khi phải làm việc với vợ cũ của chồng, em có thể dừng dự án này ở đây, chuyển sang làm dự án nội thất Khánh Hà. Trong việc này anh có phần hơi sơ suất. Không sao. Đúng là giữa em và chị Lam có một mối quan hệ khá nhạy cảm, nhưng công việc là công việc, công tư phân minh. Anh cũng không cần phải thiên vị em. Em xin phép.